tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Trước mặt các em là bộ đôi cô dâu chú rể búp bê. Và ngày hôm nay, video này chị Chim Xinh sẽ hướng dẫn cho các em cách làm búp bê cô dâu chú rể bằng giấy nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ phác thảo trước. Các em sử dụng giấy ruki hai mặt chúng ta mua ở trong nhà sách. Giá rất là rẻ, 10.000 một cuộn to luôn. Rồi chúng ta sẽ dùng chì để vẽ khuôn mặt tròn, vẽ mắt, vẽ môi và vẽ cơ thể người. Cô dâu thì các em vẽ nhỏ hơn chú rể một chút xíu nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một cây bút lông đen để chúng ta viền lại những nét chì mà các em đã vẽ trước đó. Nếu mà các em để nét chì không thì nó sẽ rất là nhạt. Chính vì vậy chúng ta viền màu lông đen lên thì nó sẽ đậm lên ha. Sau khi đã viền lông rồi, các em sẽ sử dụng bút màu để tô màu. Và với gương mặt cũng như là cơ thể của cô dâu chú rể, chị Chim Xinh sẽ sử dụng màu da. Nếu như các em không có màu da, chúng ta có thể sử dụng màu vàng hoặc màu cam nhạt để thay thế nhé. Quần của búp bê chú rể chị Chim Xinh sử dụng màu xanh dương đậm. Môi tô màu đỏ. Và phần áo của cô dâu, áo trong của cô dâu chị Chim Xinh sẽ tô màu cam. Về phần tô màu này thì các em có thể tùy ý sáng tạo ra những cái màu mà các em yêu thích. Các em thích tô màu gì cũng được hết nhé, không nhất thiết là phải tô theo chị Chim Xinh đâu. Xong rồi, đã tô màu xong thì các em sẽ dùng kéo để cắt hai nhân vật búp bê cô dâu và chú rể này ra nhé. Ok, vậy là chúng ta đã có hai nhân vật của dâu chú rể. Bước tiếp theo, các em hãy dùng nhân vật đặt lên giấy ruki và các em ướm vòng đầu. Sau đó dùng bút chì để đánh dấu lại cho vừa với vòng đầu và các em sẽ vẽ theo cái vết đánh dấu đó nha. Sẽ vẽ hai phần, phần tóc ở phía trước và phần tóc ở phía sau. Phần tóc ở phía sau là phần tóc to che hết đầu. Còn phần tóc ở phía trước sẽ chỉ gồm phần tóc mái thôi. Đối với cô dâu, chị Chim Xinh sẽ tô tóc màu vàng.
Và khi đã tô xong tóc, các em sẽ dùng kéo để cắt tóc ra nhé. Cắt cả phần tóc sau và cả phần tóc trước. Và tiếp theo, cắt một ít băng keo hai mặt. Sau đó các em sẽ đính lên mép của tóc phía sau. Một mép nhỏ thôi các em nhé. Rồi đính tóc mái lên trên phần tóc phía sau. Là chúng ta đã có một bộ tóc cho cô dâu rồi đó. Tương tự như vậy, các em sẽ ướm đầu của chú rể lên miếng giấy Ruki, đánh dấu lại, rồi các em sẽ vẽ theo đúng cái viền đầu đó nhé. Và phần tóc mái cũng tương tự như thế. Các em sẽ đánh dấu cho nó hơi rộng ra một chút xíu so với cái đầu nha. Dùng bút lông đen để tô lại nè. Và sau khi các em đã đồ lại xong rồi, chúng ta sẽ tô màu. À quên, chị Kim Sinh đã lỡ cắt tóc rồi. Không sao, cắt trước hay tô màu trước đều được. Nhưng nếu các bạn nhỏ nhớ tô màu trước thì nó sẽ dễ hơn. Tóc của chú rể chị Kim Sinh chọn là tô tóc màu nâu. Tô màu tóc xong rồi, chúng ta lại sử dụng chúng ta sẽ cắt ra, nãy thì quên chưa có cắt ra đúng không nào? Tiếp tục các em sẽ cắt ra một ít băng dính, đính lên phần mép của tóc ở phía sau. Nhớ là đính lên cái mép một chút xíu thôi nhé, đừng đính nhiều quá, nó sẽ bị chật cái tóc. Rồi đặt tóc giả ở phía trước lên phần phía sau. Là chúng ta đã có một bộ tóc hoàn hảo cho chú rể rồi. Chuyển qua chúng ta sẽ làm trang phục nha. Cô dâu sẽ mặc đầm cô dâu thật là lộng lẫy, còn chú rể thì mặc vest. Các em sẽ đặt người cô dâu lên và đặt người chú rể lên giấy. Dùng bút chì để đánh dấu lại các phần vai, eo và độ dài. Dựa vào đó các em sẽ dùng chì để vẽ cho nó khớp với cái phần mà các em vừa mới đánh dấu. Váy của cô dâu, chị Kim Sinh sẽ cho cô dâu mặc váy 3 tầng, rất là xinh. Các em có thể vẽ mẫu giống như là chị Kim Sinh vừa mới vẽ, nhưng mà hoặc là các em có thể tự sáng tạo ra trang phục riêng cho búp bê cô dâu giấy của mình cũng được nha. Còn chú rể thì chúng ta sẽ cho mặc vest âu phục. Các em có thể làm áo rời, quần rời hoặc là làm nguyên một bộ giống như chị Kim Sinh, rất là tiện nhé. Và bây giờ đến phần trang trí. Chị sẽ dùng một ít hồ keo á các em, để chị bôi lên phần ngực áo của cô dâu. Sau đó chị sẽ rắc kim tuyến màu xanh lên. Wow, vậy là cái phần trên này nó sẽ rất là lấp lánh. Kim tuyến các em cũng có thể mua ở trong nhà sách nha. Xuống tầng phía dưới của váy, chị sẽ sử dụng 3 màu: hồng, cam, vàng. Ngoài ra còn sử dụng thêm màu xanh dương và màu xanh lá cây nữa.
trang phục vest của chú rể. Phần áo chị chim xinh sẽ tô màu xanh đậm. Còn phần quần chị sẽ tô màu xám. Nếu muốn thì các em vẫn có thể tô vest màu đen nhé. Nhưng mà nếu mà tô màu đen á thì khi tô xong nó rất là tối, nó khác so với ở ngoài đời một chút xíu. Chính vì vậy chị chim xinh đã lựa chọn là màu xám và màu xanh dương đậm. Cuối cùng chúng ta tô cái phần cài tóc của cô dâu nữa nha. Ok, đã xong rồi. Khi tô màu xong thì các em sẽ bắt đầu dùng kéo và cắt trang phục của cô dâu chú rể ra nhé. Về phần váy của cô dâu, chị chim xinh muốn cho nó lộng lẫy hơn một chút xíu nữa. Chị sử dụng keo sữa đính những cái hạt hoa lên, những cái hạt hoa trắng lên trên váy để tăng phần lộng lẫy cho chiếc váy. Wow, vậy là chúng ta đã có một chiếc váy rất xinh cho cô dâu rồi. Tiếp tục cắt âu phục của chú rể cũng như là cái băng đô cài đầu của cô dâu nè. Sau khi đã có trang phục cho cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ làm giày nhé. Các em dùng chân của cô dâu và chú rể đặt vào giấy ruki để ướm vào và đánh dấu phần vẽ. Rồi dùng chì để vẽ lại theo cái nét mà các em đã đánh dấu nhé. Ngoài ra còn vẽ thêm một bó hoa cầm tay cho cô dâu nữa. Xong xuôi thì các em sẽ bắt đầu tô màu cho đôi giày. Giày của chú rể chị Kim Sinh sẽ sử dụng màu nâu và giày của cô dâu sẽ là màu đỏ cam. Nào bây giờ sẽ là tới bó hoa cầm tay. Bó hoa cầm tay của cô dâu có rất là nhiều loại hoa khác nhau. Chúng ta sẽ tô màu xanh lá cho những cái lá nhỏ nè. Hoa thì chúng ta sử dụng nhiều màu hơn. Còn phần bọc hoa ở ngoài chị sẽ tô màu xanh lá cây. Xuôi rồi, các bạn nhỏ hãy cắt ra.
cả phần giày dép ra luôn nhé. Nào, vẫn sử dụng một ít băng dính. Kem sẽ đính vào mặt dưới của chiếc giày, rồi gắn mặt trên của chiếc giày lên. Làm tương tự với những chiếc giày còn lại nha. Wow, vậy là chúng ta đã làm xong tất cả những đồ dùng cần thiết cho cô dâu và chú rể rồi. Gắn hoa cà lên tóc cô dâu. Lần lượt mang tóc vào cho cô dâu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ mặc âu phục cho cô dâu là một chiếc váy cưới rất là lộng lẫy. À, mang giày trước chứ nhỉ. Đầm vào nè. Quá xinh. Các em thấy chiếc đầm của cô dâu này có đẹp không? Nếu đẹp nhớ like video ủng hộ cho chị Chim xinh với nhé. Cho cô dâu cầm bó hoa trên tay nè. Và phần tiếp theo sẽ là chú rể. Chú rể sẽ mang giày nè, rồi sau đó mang tóc vào. Và cuối cùng là mặc âu phục cho chú rể. Thật tuyệt. Vậy là chúng ta đã làm xong búp bê giấy cô dâu chú rể rồi đó các em ơi. Video này chị Kim Sinh đã hướng dẫn cho các em cách làm rồi. Và các em có, nếu yêu thích video thì nhớ like video và đừng quên đăng ký kênh Chim Sinh Channel nhé. Các bạn nhỏ có yêu cầu video sắp tới chị Chim Sinh sẽ làm chủ đề búp bê giấy gì thì hãy bình luận ở bên dưới video này nha. Còn bây giờ thì chị Chim Sinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu.